9 sản phẩm số xuất sắc 2020. 9 sản phẩm thuộc các hãng mục smartphone, laptop, TV, smartwatch, tai nghe không dây, siêu ứng dụng được vinh danh tại Tech Awards 2020 tối ngày 8 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại xuất sắc Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Vượt qua nhiều đối thủ cạnh tranh, Note 20 Ultra 5G của Samsung là điện thoại xuất sắc nhất tại Tech Awards năm nay. Sản phẩm ra mắt tại Việt Nam vào tháng 8, nhận được hàng chục nghìn đơn hàng ngay trong ngày đầu mở bán. Note 20 Ultra 5G được chuyên gia và người sử dụng đánh giá cao nhờ màn hình lớn 6,9 inch, bút S Pen tiện dụng, vi xử lý mạnh mẽ cùng kết nối 5G tiên tiến. Camera cũng là thế mạnh của Note 20 Ultra 5G khi sở hữu cụm 3 camera độ phân giải tối đa 108 megapixel. Ống kính zoom quanh 5x cùng khả năng zoom tối đa 100x. Điện thoại dẫn đầu trào lưu công nghệ Vsmart Aris Pro. Aris Pro là smartphone thương mại thứ hai trên thế giới có camera ẩn dưới màn hình, giúp hãng điện thoại Việt Nam Vsmart vượt qua nhiều đối thủ lớn trên thế giới trong cuộc đua camera ẩn. Aris Pro có cấu hình mạnh trong phân khúc với vi xử lý Snapdragon 730, RAM 8GB và bộ nhớ 128GB. Bên cạnh đó, cùng 4 camera sau với độ phân giải tối đa 64 megapixel. Sản phẩm của Vsmart có camera trước 20 megapixel, ứng dụng AI để làm nét hình ảnh qua camera ẩn. Máy được tích hợp chip bảo mật lượng tử Quantum QRNG từ ID Quantic Thụy Sĩ và công nghệ khóa xác thực Fido 2 giúp bảo mật dữ liệu về ngân hàng, tài chính và y tế cá nhân. Điện thoại phổ thông tốt nhất Vsmart Lite 4. Lite 4 ra mắt cuối tháng 8 năm 2020 được đánh giá cao khi sở hữu nhiều thông số mạnh so với các sản phẩm trong phân khúc giá dưới 5 triệu đồng. Sản phẩm của hãng điện thoại Việt có màn hình LCD 6,5 inch, độ phân giải Full HD, thiết kế đục lỗ. Máy dùng chip xử lý Snapdragon 675, RAM 4GB, 6GB, bộ nhớ trong 64GB, pin dung lượng 5000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 18W. Camera cũng là yếu tố được đánh giá cao trong Lite 4 khi có cụm 4 camera, độ phân giải lần lượt 48, 8, 5 và 2 megapixel với tác dụng chụp ảnh cơ bản, ảnh góc rộng, chụp gió phong và macro. Laptop xuất sắc Apple MacBook Pro 13 inch 2020. MacBook Pro 13 inch 2020 có cấu hình nâng cấp với bộ xử lý Intel thế hệ thứ 10, tốc độ Turbo Boost 4,1 GHz. Sản phẩm tích hợp chip Intel Iris Plus cung cấp hiệu suất nhanh hơn 80% so với MacBook Pro 13 inch thế hệ trước để chỉnh sửa video 4K và chơi game mượt mà hơn. Ngoài việc sở hữu hầu hết các điểm mạnh trước đây của dòng MacBook Pro, phiên bản 2020 còn được cải thiện ở bàn phím Magic Keyboard và phím bấm dạng cắt kéo, thay cho bàn phím cánh bướm trước đây. Phần Touch Bar có nút ESC tách rời giống trên MacBook Pro 16 inch. TV xuất sắc Samsung QLED 8K QA85 Q950TS. Mẫu Smart TV 8K 85 inch của Samsung được đánh giá cao nhờ màn hình tràn viền, kiểu dáng gọn đẹp thanh lịch. Hình ảnh hiển thị ấn tượng với độ phân giải 8K, khả năng nâng cấp chất lượng âm thanh, hình ảnh gần chuẩn 83 bằng AI với bộ xử lý Quantum 8K. Chế độ chờ Ambient Mode Plus biến TV thành tác phẩm nghệ thuật, khung ảnh, màn hình dự báo thời tiết, phù hợp với không gian nội thất cùng thiết kế âm thanh vòm lan tỏa. TV sử dụng hệ điều hành Tizen OS cùng kho ứng dụng phổ biến như YouTube, FPT Play, Spotify, Clip TV, Galaxy Play. TV gia đình xuất sắc Samsung TU8500. TV Samsung sở hữu màn hình Dynamic Crystal kết hợp với các tinh thể màu đỏ để tạo ra một dải màu sắc rộng với hơn 1 tỷ màu, tối ưu màu sắc hiển thị. Công nghệ âm thanh Dolby Digital Plus và hai loa với tổng công suất là 20W cho âm thanh sống động, mang đến trải nghiệm như đang xem trực tiếp tại rạp chiếu phim. TV sử dụng hệ điều hành Tizen OS, tiện lợi cho gia đình nhờ khả năng điều khiển TV bằng smartphone, kết nối liền mạch giữa các thiết bị trong nhà như đèn, tủ lạnh, máy giặt thông qua công nghệ SmartThings. Đồng hồ thông minh xuất sắc Apple Watch Series 6. Watch Series 6 của Apple vẫn duy trì thiết kế giống sản phẩm tiền nhiệm, nhưng màn hình sáng gấp 2,5 lần ở chế độ Always On Display. Sức mạnh của đồng hồ đến từ chip Apple S6, hoạt động nhanh hơn 20% so với S5. Anten Ultra Wideband cho phép định vị trong phạm vi gần, hoặc người dùng có thể sử dụng Watch Series 6 như một chìa khóa thông minh cho xe hơi trong tương lai. Sản phẩm tích hợp cảm biến đo nhịp tim mới, có thể đo cả độ bão hòa oxy trong máu, hỗ trợ theo dõi giấc ngủ toàn diện, phát hiện rửa tay tự động và có nhiều giáo án tập luyện thể thao cho người sử dụng. Tai nghe True Wireless xuất sắc.
Sennheiser Momentum 2 Wireless 2. Mẫu tai nghe không dây của Sennheiser được đánh giá cao ở công nghệ chống ồn chủ động Active Noise Cancellation và công nghệ xuyên âm Transparent Hearing. Tai nghe sử dụng hệ thống điều khiển bằng cảm ứng với nhiều tính năng được tích hợp so với các sản phẩm đối thủ cũng như sản phẩm tiền nhiệm. Momentum 2 Wireless 2 được nâng cấp dung lượng pin lên đến 7 tiếng và tổng thời gian nghe là 28 giờ khi sạc với case. Tính năng sạc nhanh cũng được Sennheiser bổ sung với thời gian sạc đầy chỉ 1,5 giờ hoặc sạc 10 phút, sạc cho 1,5 giờ sử dụng. Siêu ứng dụng xuất sắc Momo. Momo là ví điện tử có trên 20 triệu người dùng tại Việt Nam, tăng trưởng mạnh trong năm 2020, với tính năng chính là thanh toán di động. Momo thúc đẩy nền tảng kinh tế không tiền mặt và cung cấp cho khách hàng trải nghiệm thanh toán một chạm, on-touch payment với nhiều tiện ích như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, mua vé máy bay, mua vé tàu, vé xem phim, thu chi hộ và thương mại trên di động. Thông qua ứng dụng Momo trên smartphone, người dùng còn có thể trải nghiệm nhiều dịch vụ như đặt đồ ăn online, đi chợ, mua sắm online, thanh toán App Store. Apple Car sẽ đáng sợ như thế nào với ngành ô tô? Biến các nhà sản xuất xe hơi truyền thống trở thành nhà thầu phụ, chuỗi cung ứng linh kiện toàn cầu xáo trộn dữ dội. Kế hoạch tạo ra iPhone của ngành ô tô của Apple có thể khiến cho ngành xe hơi toàn cầu rung lắc mạnh. Gã khổng lồ Apple đã tiết lộ kế hoạch lấn sân sang lĩnh vực sản xuất xe ô tô. Công ty của Mỹ đã nói về kế hoạch tạo ra một chiếc xe tự lái được sản xuất thông qua việc hợp tác với một nhà sản xuất ô tô truyền thống, sử dụng mô hình kinh doanh giống với sản xuất iPhone. Nếu như suôn sẻ, chiếc Apple Car chắc chắn sẽ tạo ra những ảnh hưởng cực kỳ to lớn tới ngành công nghiệp ô tô. Chuỗi cung ứng linh kiện ô tô xáo trộn. Ngay khi thông tin về kế hoạch kinh doanh mới mẻ của Apple được tiết lộ, cổ phiếu của một vài công ty công nghệ cao liên quan tới xe hơi của Mỹ và Trung Quốc đã tăng một cách chóng mặt. Tại Mỹ thì những công ty như Velodyne LiDAR, một nhà sản xuất cảm biến phát điện ánh sáng và các loại cảm biến LiDAR hoạt động như mắt của ô tô tự lái đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của các nhà đầu tư. Tại Trung Quốc, các nhà đầu tư đổ xô vào Contemporary Emporis Technology, nhà sản xuất pin cho xe điện lớn nhất thế giới và các nhà cung cấp linh kiện liên quan đến xe điện khác. Một chiếc Apple Car dĩ nhiên sẽ là nơi chứa hàng loạt các công nghệ cao. Như vậy, nhà cung linh kiện ô tô chắc chắn có thể chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ. Dự án Apple EV dự kiến sẽ tạo ra những tác động nghiêm trọng hơn đến ngành ô tô thông qua việc sử dụng bí quyết sản xuất và phát triển điện thoại thông minh để thiết kế ô tô và sản xuất thông qua mô hình phân công lao động theo chiều ngang. Theo đó thì Apple có thể sẽ tập trung toàn bộ vào thiết kế xe và thuê ngoài sản xuất giống như những gì đang làm với iPhone, tức là họ chỉ thiết kế và thuê ngoài sản xuất toàn bộ với các đối tác như Honhai Precision Industries. Trong trường hợp của Apple Car, Apple được cho là dành toàn lực cho công việc thiết kế tổng thể, bao gồm cả công nghệ xe tự lái và sẽ thuê ngoài sản xuất. Cách tiếp cận này có thể làm lung lay mô hình kinh doanh hiện tại của ngành công nghiệp ô tô, đó là hội nhập theo chiều dọc, tức là các nhà sản xuất ô tô sẽ tham gia vào toàn bộ quá trình từ thiết kế cho đến sản xuất. Trên thực tế, mô hình kinh doanh phân công lao động theo chiều ngang cũng đang dần nổi lên trong lĩnh vực ô tô của Trung Quốc. Baidu, một công ty Internet hàng đầu của Trung Quốc, hiện đang dẫn đầu sự phát triển của công nghệ xe tự lái. Họ thông báo rằng sẽ sản xuất xe điện với Zhejiang Geely Holding Group, một nhà sản xuất ô tô lớn ở trong nước trên cơ sở sản xuất thiết bị gốc. Ngoài ra, Didi Chuxing Technology cuối cùng cũng đã tiết lộ công khai chiếc xe điện được phát triển cho dịch vụ gọi xe của mình vào tháng 11. Nền tảng gọi xe lớn nhất Trung Quốc được 550 triệu người trên thế giới sử dụng, đặt mục tiêu đưa ra 1 triệu chiếc xe vào sử dụng vào năm 2025. Được biết, BYD Auto, một nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, chính là đơn vị được Didi ký kết hợp đồng sản xuất xe điện cho họ. Magna International, nhà cung cấp phụ tùng ô tô hàng đầu của Canada, đang được coi là ứng cử viên sáng giá để sản xuất Apple Car. Foxconn của Đài Loan, công ty đã hợp tác với Apple trong sản xuất điện thoại thông minh, cũng được cho là muốn giành được đơn đặt hàng. Biến hãng xe truyền thống trở thành nhà thầu phụ. Dự án của Apple cũng thu hút được sự quan tâm từ các nhà sản xuất ô tô. Hyundai Motor của Hàn Quốc cũng cho biết họ đang đàm phán sớm với Apple về mối quan hệ hợp tác để phát triển một chiếc xe điện. Một đơn đặt hàng lớn để sản xuất xe nếu như nhận được có thể sẽ giúp cho Hyundai nâng cao tỷ lệ công suất hiệu dụng và ổn định lợi nhuận. Điều đáng nói là các chuyên gia phân tích nhận định rằng dự án Apple Car có thể sẽ lật đổ sự vượt trội của các nhà sản xuất ô tô truyền thống đầu ngành. Viễn cảnh dễ xảy ra nhất là các nhà sản xuất ô tô có thể trở thành nhà thầu phụ của Apple và mất đi tính độc đáo riêng của họ. Đây là một lời cảnh báo của một giám đốc điều hành tại một hãng xe lớn của Nhật Bản. BYD quyết định sản xuất xe điện cho Didi vì họ cũng kỳ vọng thu được lợi nhuận thông qua việc tăng sản lượng. Hiện tại,
hàng loạt các công ty ở châu Á đã bắt đầu nỗ lực giành lấy cái gật đầu hợp tác của Apple với dự án Apple Car. Một câu hỏi đặt ra là liệu rằng phần thắng có lại về tay các công ty Trung Quốc, Hàn Quốc như những gì đã xảy ra với lĩnh vực điện thoại thông minh và điện tử tiêu dùng hay không? Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, nếu công nghiệp ICT là make in Việt Nam sẽ trở thành quốc gia công nghệ. Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nếu lĩnh vực công nghiệp ICT vẫn là gia công làm thuê thì lĩnh vực này vẫn như cũ. Nhưng nếu công nghiệp ICT là make in Việt Nam, là phát triển các công nghiệp công nghệ số Việt Nam, là làm chủ công nghệ, thiết kế, sáng tạo và làm ra tại Việt Nam, là giải bài toán Việt Nam, giúp đất nước phát triển và từ đây đi ra chinh phục thế giới, là biến Việt Nam thành quốc gia công nghệ. Sự di chuyển từ thế giới thực vào thế giới số là sự di chuyển vĩ đại nhất trong lịch sử. Ngày 12 tháng 1 năm 2021, tại Hà Nội, diễn ra hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết rằng chúng ta đang sống trong một giai đoạn rất đặc biệt của nhân loại, thế giới đang thay đổi nhanh, khó đoán định, phức tạp và mơ hồ. Ông nói thêm, bởi vì nhân loại đang bước vào một giai đoạn sống hoàn toàn mới, sự di chuyển từ thế giới thực vào thế giới số là sự di chuyển vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Trong cuộc di chuyển này, thách thức lớn và cơ hội lớn luôn đi song hành. Theo đó thì công nghệ số, chuyển đổi số và báo chí truyền thông có vai trò đặc biệt trong cuộc chuyển đổi này. Ngành thông tin và truyền thông chưa bao giờ có sứ mệnh lớn lao như bây giờ. Bộ trưởng nói, đây là cơ may hiếm có để ngành thông tin và truyền thông định vị lại mình, nhìn rõ ràng các thách thức và xác định đúng không gian sống mới, đóng vai trò quyết định cho mọi sự phát triển. Đột phá của chuyển đổi số, càng dùng càng rẻ, càng dùng càng giỏi. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, nếu bưu chính là chuyển phát thư và bưu kiện thì bưu chính vẫn sẽ là bưu chính. Nhưng nếu như bưu chính là đảm bảo dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu, nếu bưu chính là nền tảng để hỗ trợ mọi cá nhân, mọi hộ gia đình có thể kinh doanh, có thể tiếp cận được thị trường toàn quốc và toàn cầu, thì bưu chính là nền tảng giúp cho người dân kinh doanh và làm giàu, thoát nghèo. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, do vậy không gian sống, sứ mệnh mới của bưu chính là vô cùng lớn lao. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng cho hay, nếu viễn thông vẫn tiếp tục là hạ tầng thông tin liên lạc thì viễn thông vẫn sẽ là viễn thông. Nhưng nếu như viễn thông là hạ tầng của nền kinh tế số, nếu như viễn thông là hạ tầng của lưu trữ và xử lý dữ liệu, nếu viễn thông là hạ tầng cung cấp công nghệ như dịch vụ tới mọi người, mọi doanh nghiệp để giúp cho họ sáng tạo sản phẩm, thì viễn thông đã trở thành hạ tầng sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế số. Như vậy, không gian mới, sứ mệnh mới của viễn thông đã và đang dần hình thành. Bộ trưởng nhấn mạnh, nếu ứng dụng công nghệ thông tin vẫn tiếp tục là tự động hóa các hoạt động cũ, thì vẫn sẽ là ứng dụng công nghệ thông tin. Nhưng nếu ứng dụng công nghệ thông tin là sử dụng công nghệ số để chuyển đổi số, để thay đổi mô hình vận hành, thì công nghệ thông tin thực sự là một cuộc cách mạng giúp cho nhân loại di chuyển từ thế giới thực vào thế giới số. Chuyển đổi số là sự phát triển tiếp theo của ứng dụng công nghệ thông tin, nhưng là sự phát triển mang tính đột phá. Lý giải về điều này, Bộ trưởng chỉ rõ, đột phá ở chỗ nó đưa mọi hoạt động lên môi trường số, toàn dân và toàn diện. Đột phá ở chỗ thay đổi cách chúng ta vận hành cuộc sống. Đột phá ở chỗ càng dùng càng rẻ, càng dùng thì càng giỏi lên, công nghệ càng phát triển. Đó là tương lai của ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Bất kỳ quốc gia nào đã hóa rồng, hóa hổ đều dựa vào sức mạnh tinh thần. Nếu an toàn thông tin vẫn đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thì sẽ vẫn như vậy. Nhưng nếu an toàn thông tin đảm bảo sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng, xây dựng nền công nghiệp an toàn an ninh mạng giống như công nghiệp dự phòng, là làm chủ hệ thống an toàn an ninh mạng Việt Nam, là trở thành cường quốc về an toàn an ninh mạng để bảo vệ đất nước trên không gian mạng, thì an ninh mạng, an toàn thông tin sẽ thực sự có một không gian và sứ mệnh mới vô cùng lớn lao. Nếu lĩnh vực công nghiệp ICT vẫn là gia công, làm thuê thì lĩnh vực này vẫn như cũ. Nhưng nếu công nghiệp ICT là make in Việt Nam, là phát triển các công nghiệp công nghệ số Việt Nam, là làm chủ công nghệ, thiết kế, sáng tạo và làm ra tại Việt Nam, là giải bài toán Việt Nam, giúp đất nước phát triển và từ đây đi ra chinh phục thế giới, là biến Việt Nam thành quốc gia công nghệ, là tăng trưởng gấp 2-4 lần tăng trưởng GDP của cả nước, là động lực đưa Việt Nam thành hùng cường, thịnh vượng, trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045, thì lĩnh vực công nghiệp ICT đã nhận về mình một sứ mệnh hoàn toàn mới. Nếu báo chí tiếp tục đưa tin ai, ở đâu, làm gì, khi nào, thì báo chí vẫn như cách đây hàng trăm năm. Nhưng nếu báo chí là phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, lan tỏa năng lượng tích cực, tạo đồng thuận và niềm tin xã hội, thì báo chí đã nhận về mình một sứ mệnh mới. Bộ trưởng nhận định, bất kỳ quốc gia nào đã hóa rồng, hóa hổ đều dựa vào sức mạnh tinh thần là chính. Mà sức mạnh này chỉ được kích hoạt khi quốc gia có một giấc mơ lớn, một khát vọng lớn. Cuối cùng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng kết luận, dự thảo Đại hội 13 của Đảng đã đặt ra khát vọng này. Nhiệm vụ của báo chí là khơi dậy khát vọng này và tất cả mọi người dân Việt Nam, và từ khát vọng này
thành sức mạnh tinh thần và từ sức mạnh tinh thần này thành động lực phát triển đất nước. Việt Nam ở đâu trong cuộc đua điện hóa ô tô toàn cầu? Việt Nam sẽ bắt kịp xu hướng bỏ xe chạy xăng phát triển xe điện hay chỉ là một quốc gia nhập khẩu xe điện trong tương lai? Hàng loạt các quốc gia đã đưa ra lộ trình chấm dứt lưu hành các loại ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong thập kỷ tới. Việt Nam sẽ bắt kịp xu hướng này của thế giới với tư cách đồng hành sản xuất trong chuỗi cung ứng hay chỉ là một quốc gia nhập khẩu xe điện trong tương lai? Kỷ nguyên động cơ đốt trong sắp kết thúc. Trong nỗ lực cắt giảm lượng phát khí thải carbon từ xe sử dụng động cơ đốt trong, nhiều quốc gia trên thế giới đã lên lịch để chấm dứt tiêu thụ các loại xe chạy nhiên liệu hóa thạch. Nước Anh đã công bố kế hoạch cấm bán xe ô tô chạy xăng và diesel vào năm 2030 sớm hơn 5 năm so với đề xuất ra nghị viện trước đó. Tại Mỹ, cả Tổng thống sắp mãn nhiệm Trump và người kế nhiệm Joe Biden đều bày tỏ quan niệm rõ ràng rằng ủng hộ xe điện bằng cách ưu đãi thuế thiết thực cho các doanh nghiệp thiết lập trạm sạc khắp nước Mỹ và nhà sản xuất ô tô điện. Còn tại châu Á thì chính phủ Nhật Bản cũng đã đề xuất kế hoạch cấm bán xe hơi dùng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2030. Trong khối ASEAN, Singapore cũng đã ngừng sản xuất ô tô cách đây 30 năm, nhưng cũng đã khai trương một trung tâm nghiên cứu phát triển xe điện có vốn đầu tư của Hyundai Motor với công suất khoảng 30.000 xe tự lái mỗi năm. Thái Lan cũng đã miễn hàng loạt các sắc thuế cho các nhà sản xuất xe điện và pin, đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nhà sản xuất xe điện số 1 tại Đông Nam Á. Theo đó, sản lượng xe điện sau 10 năm nữa của Thái Lan sẽ đạt con số 750.000 xe trong tổng số 2,5 triệu xe ô tô được sản xuất hàng năm. Với ưu thế sở hữu trữ lượng quặng nickel lớn nhất trên thế giới là nguyên liệu quan trọng hàng đầu để sản xuất pin, Indonesia cũng đặt ra tham vọng trở thành quốc gia sản xuất pin xe điện số 1 thế giới vào năm 2030. Theo chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng, hai khoảng cách lớn để thu hút người dân đến với xe điện là mức giá và quãng đường sau mỗi lần sạc. Hai khoảng cách đó hiện đã được thu hẹp dần. Cách đây 5 năm, xe điện đắt gấp đôi so với xe xăng, nhưng giờ chỉ đắt hơn khoảng 1,3 lần. Quãng đường sau mỗi lần sạc cũng đã tăng lên, thay vì 200 km thì nay xe điện có thể đi được tới 400-500 km. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất vẫn là thời gian sạc pin mất tới hàng giờ đồng hồ và số trạm sạc cũng chưa phủ rộng như là trạm xăng. Việt Nam thật sự chưa thể điện hóa ô tô trong vòng 10 năm tới. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là trong năm 2020, thị trường Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện 3 mẫu xe ô tô xanh dưới dạng phân phối chính hãng hoặc là lắp ráp trong nước. Trước tiên thì phải nhắc đến mẫu xe lai xăng điện Hybrid đầu tiên được Toyota nhập khẩu từ Thái Lan và phân phối chính hãng tại Việt Nam vào tháng 8/2020. Đây là chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản HV được gắn thêm động cơ điện giúp mức tiêu hao nhiên liệu xăng chỉ còn 4,6 lít trên 100 km. Cũng trong năm 2020, Mitsubishi cũng là đầu tiên đưa mẫu xe điện MiEV vào thị trường Việt Nam và đã xây dựng một số trạm sạc điện tại một số địa phương, nhưng gần như không đạt được mục tiêu và sau đó thì đã chính thức rút khỏi lĩnh vực này. Không thể không nhắc đến mẫu xe ô tô thuần điện đầu tiên do hãng xe thuần Việt làm ra, đó là xe buýt điện Vinbus do VinFast tự thiết kế chế tạo, mới hoàn thành chạy thử nghiệm vào ngày 20 tháng 10, 2020. Theo công bố của nhà sản xuất, chiếc xe buýt điện này có phạm vi hoạt động từ 220 cho đến 260 km sau mỗi lần sạc đầy khối pin, thời gian sạc là 2 giờ. Sắp tới, nhà sản xuất sẽ đưa vào vận hành thử nghiệm khoảng 100 xe Vinbus tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đảo Phú Quốc. VinFast hiện được xem là hãng xe có mục tiêu sản xuất ô tô điện lớn nhất tại Việt Nam. Theo một số nhận định, VinFast có thể đang đầu tư rất lớn vào xe điện và hướng tới nhập khẩu vào nước Mỹ. Thực tế, hãng xe Việt này đã hé lộ một đoạn video giới thiệu mẫu xe điện đầu tiên của mình. Theo một số thông tin rò rỉ thì mẫu xe này có thể hoạt động liên tục trên quãng đường 500 km mà không phải sạc điện. Tính trung bình ra, xe có thể chạy được 10 ngày với một lần sạc. Cuối năm 2019, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã từng tiết lộ kế hoạch xuất khẩu ô tô điện sang thị trường nước Mỹ vào năm 2021 và đã đầu tư tới 2 tỷ đô la Mỹ để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, do những tác động của đại dịch COVID-19 nên kế hoạch ra mắt sản phẩm này đã phải lùi lại. Từ góc nhìn chính sách, ông Nguyễn Trung Hiếu, trưởng tiểu ban chính sách Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA cho rằng hiện thị trường xe điện còn sơ khai. Ông Hiếu cho hay, tuy nhiên, từng thành viên của VAMA đã bắt đầu có những sản phẩm ra thị trường như VinFast đã ra mắt xe máy điện, xe buýt điện, Toyota đưa về xe Hybrid, Honda thử nghiệm xe PCX Hybrid 2 bánh. Nhưng vấn đề là làm thế nào để vượt qua được hai trở ngại. Thứ nhất, ngành pin là bí kíp công nghệ, làm sao để sạc vào thì nhanh và trữ điện được nhiều. Thứ hai, mạng lưới chạm sạc phải phủ rộng lại là một vấn đề xã hội cần có thời gian và nguồn lực đầu tư để có độ bao phủ địa lý, từ đó mới thay thế và dần dần loại trừ xe xăng. Những việc này cũng phải mất tới hàng chục năm chứ không thể nhanh được.
Nhận định về tương lai sản xuất xe điện tại Việt Nam thì theo ông Hiếu, Việt Nam hoàn toàn có thể làm được. Nhưng VinFast đã làm xe máy điện, xe buýt điện và tiến tới là xe du lịch hạng nhẹ thuần điện. Tuy nhiên, công nghệ pin không thể phát triển như kiểu thánh gióng được mà vẫn phải tiệm tiến đến quá trình nghiên cứu phát triển của ngành công nghiệp pin thế giới. Bởi thế, thị trường xe điện Việt Nam trong tương lai gần vẫn chỉ là nơi tiêu thụ xe điện nhập khẩu. Nếu đặt ra vấn đề sản xuất ra xe thuần điện hòng thay thế hoàn toàn xe xăng thì chưa thể đặt ra trong vòng 5 đến 10 năm tới. Ông Hiếu nói thêm, sản xuất ô tô điện cần 4 công nghệ cơ bản là tích lũy điện, tức là pin, động cơ điện, máy đổi điện, sạc và kỹ thuật điều khiển. Nếu mở rộng cho cả ngành công nghiệp, khi ô tô điện phát triển và khi điện trở thành nguồn năng lượng chính thay thế xăng dầu thì lúc đó thị trường pin, động cơ điện và các máy đổi điện sẽ vô cùng quan trọng. Từ những lý do này, chuyên gia Nguyễn Minh Đồng cho rằng rất cần nghiên cứu và ban hành sớm các chính sách đồng bộ để thúc đẩy sản xuất xe điện và nhanh chóng làm chủ những công nghệ cơ bản này. Nếu như Việt Nam không bắt tay làm xe điện ngay từ bây giờ thì chắc chắn chúng ta sẽ lại đi sau nhiều quốc gia. Ngày 16 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 2117 ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu phát triển để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó công nghệ chế tạo pin nhiên liệu fuel cell và năng lượng hydrogen cùng với công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến là những lĩnh vực được ưu tiên bố trí nguồn lực phát triển. Đây là động thái chính sách đầu tiên của chính phủ với lĩnh vực pin, làm tiền đề để các doanh nghiệp chạy đà, hy vọng sớm bắt nhịp trào lưu điện hóa ô tô toàn cầu. Smartphone 5G của VinSmart xuất hiện tại Tech Awards 2020. Mẫu Aris 5G Pro của VinSmart xuất hiện tại triển lãm công nghệ Tech Awards 2020 dù chưa bán chính thức. VinSmart Aris 5G Pro có thiết kế tương tự VinSmart Aris với kiểu dáng vuông vắn, các cạnh được bo tròn nhẹ, cảm giác cầm bám tay và không bị cấn. Smartphone 5G của VinSmart có màn hình dạng giọt nước như đàn anh Aris. Thay vì camera ẩn dưới màn hình như phiên bản Aris Pro, Aris 5G Pro cho bức ảnh chụp selfie tốt hơn Aris Pro. Camera trước của máy có độ phân giải 20 megapixel cung cấp tính năng làm đẹp bằng AI hay nhãn dán AR. Aris 5G Pro có màn hình viền mỏng, kích thước 6,39 inch, dùng tấm nền AMOLED, độ phân giải Full HD 2340x1080px. Đây là ưu điểm nếu so sánh với các thiết bị ngang tầm, vốn chỉ dùng tấm nền IPS. Việc dùng tấm nền AMOLED giúp trải nghiệm trên màn hình tốt hơn, hình ảnh hiển thị đẹp, màu sắc rực rỡ. Smartphone bùng nổ công nghệ 2021, VinSmart cũng nhanh chân tỏa sáng. Năm 2021 dự kiến sẽ là năm bùng nổ của những xu hướng smartphone mới. Nhen nhóm từ năm 2020 hoặc từ trước đó nhưng cũng có thể chứng kiến các xu hướng lần đầu tiên xuất hiện trong năm nay. Năm 2020 tuy đem đến nhiều tai ương, dịch bệnh nhưng đây cũng là năm mở ra nhiều xu hướng mới cho thị trường công nghệ. Một trong số đó tăng tỷ lệ người dùng Internet, mạng xã hội và các dịch vụ gọi video call. Bên cạnh đó, các hãng smartphone cũng đã và đang nghiên cứu nhiều công nghệ mới để phục vụ người dùng, bất chấp tác động của đại dịch. Năm 2020 không đem tới quá nhiều xu hướng smartphone nhưng nó cũng tạo tiền đề quan trọng cho sự bùng nổ trong năm 2021. Đơn cử như mạng 5G đã dần phủ sóng với phân khúc smartphone tầm trung. Nhưng đó chưa phải là xu hướng smartphone đáng chờ đợi nhất trong năm 2021 này. Smartphone màn hình gập giá rẻ sẽ xuất hiện. Smartphone màn hình gập vẫn là một sản phẩm mới trên thị trường. Dù các hãng đã rất nỗ lực quảng bá và giúp người dùng tiếp cận gần hơn với các sản phẩm như Samsung Galaxy Z Flip, Flip 5G, Galaxy Z Fold 2 hay Motorola Razr 5G, nhưng tầm ảnh hưởng của chúng trên thị trường smartphone vẫn còn rất hạn chế. Dù sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với smartphone thông thường, nhưng nhược điểm rất lớn của chúng vẫn là mức giá quá cao và khó tiếp cận. Galaxy Z Flip và Razr 5G có giá lên đến 1.400 USD và Z Fold 2 có giá 1.980 USD. Nhưng bước sang năm 2021, chúng ta có quyền kỳ vọng các hãng sẽ sớm hoàn thiện công nghệ tung ra các model smartphone màn hình gập sở hữu mức giá phải chăng hơn. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng sẽ rẻ. Nhưng ít ra, những chiếc máy như Galaxy Z Fold 2 sẽ không còn mức giá gần 2.000 USD như hiện nay. Thay vào đó, các sản phẩm có thể hạ giá xuống phân khúc thấp hơn với mức dao động từ 800 đến 1.000 USD. Avi Greenkirk, chủ nhiệm kiêm trưởng nhóm phân tích tại Techponential cho biết, trong khi hầu hết các đối thủ đang nghiên cứu smartphone gập, lật hoặc cuộn đầu tiên, Samsung đã sẵn sàng tung ra smartphone màn hình gập thế hệ thứ 3 và hứa hẹn sẽ hạ giá xuống thấp hơn. Rõ ràng, các lựa chọn hợp lý hơn sẽ giúp kích thích người tiêu dùng trải nghiệm những công nghệ mới và dần làm quen với nó trước khi trở thành thói quen.
Ngoài Samsung, giới công nghệ cũng rất chờ đợi sản phẩm từ Microsoft, LG và các hãng smartphone Trung Quốc. Phổ cập 5G với toàn bộ phân khúc smartphone, Vsmart tiên phong thị trường Việt. Samsung là một trong những hãng smartphone đầu tiên đưa 5G vào toàn bộ dòng cao cấp và tầm trung. Toàn bộ dòng Galaxy S20 đều hỗ trợ mạng 5G. Sau đó, Samsung cũng mang 5G xuống dòng tầm trung, bao gồm Galaxy A71 và Galaxy S20 FE. Apple, Google, Nokia và các hãng smartphone khác hiện đang bắt đầu phổ cập 5G từ các dòng máy cao cấp đến tầm trung và cả giá rẻ. Thời điểm cuối năm 2020 đã ghi nhận tình trạng bùng nổ mạng 5G. Bước sang năm 2021, số lượng smartphone hỗ trợ 5G khả năng sẽ tăng mạnh. Tất cả là nhờ các hãng sản xuất chip như Qualcomm và MediaTek đã sớm đi trước khi tung ra các dòng chip tầm trung hỗ trợ 5G. Đơn cử như dòng Snapdragon 700 series hay MediaTek Dimensity 700 series. Nhờ đó nhiều model smartphone tầm trung sẽ sớm hỗ trợ mạng 5G. Thậm chí Google cũng sẽ đưa ra công nghệ 5G trên cả phiên bản giá rẻ Pixel 4a 5G. Vậy nên sẽ không ngạc nhiên nếu như trên thị trường xuất hiện thêm các model smartphone giá rẻ hỗ trợ 5G trong thời gian tới. Về khoản này, Vsmart là một trong những thương hiệu Việt đã sớm đi tiên phong khi ra mắt chiếc Vsmart Aris 5G. Máy trang bị con chip Snapdragon 765, RAM 8GB và bộ nhớ trong từ 128GB. Đây cũng là chiếc smartphone thương hiệu Việt đầu tiên hỗ trợ mạng 5G có mặt trên thị trường. Dự kiến, mạng 5G sẽ nhanh hơn nhiều trong năm 2021. Mặc dù chuẩn mmWave gây ấn tượng với hiệu suất truyền tải cao, nhưng do hạn chế về khả năng tiếp cận khiến hầu hết mọi người chỉ có thể sử dụng băng tần 5G có tốc độ chậm hơn. Greencard cho biết, smartphone tích hợp modem X60 của Qualcomm sẽ mang lại tốc độ kết nối 5G trên băng tần sub 6, nhanh hơn đáng kể vì nó cho phép kết hợp các dải tần linh hoạt hơn. Vào nửa cuối năm 2021, nhiều quốc gia có thể bắt đầu sử dụng băng tần mmWave 5G ở các khu vực đông đúc và sân vận động để tăng màn hình có tần số quét cao hơn. Bước sang năm 2021, tính năng tần số quét màn hình cao sẽ tiếp tục cải tiến và áp dụng đại trà. Các hãng smartphone hàng đầu đã bắt đầu tăng tần số quét màn hình từ 60Hz đến 90Hz, 120Hz và thậm chí 144Hz. Tần số quét cao mang lại trải nghiệm mượt mà hơn, đặc biệt là khi cuộn ứng dụng hoặc chơi game. Màn hình có tần số quét cao hứa hẹn sẽ trở thành tiêu chuẩn vào năm 2021. Mới đây, có giả sử cho thấy, dòng Redmi giá rẻ cũng sẽ hỗ trợ màn hình 120Hz. Quan trọng hơn là dòng chip MediaTek Dimensity 700 series cũng hỗ trợ tần số 90Hz. Như vậy, các hãng có thể dễ dàng nâng cấp tần số quét cho smartphone tầm trung và giá rẻ trong thời gian tới dễ dàng hơn. Camera ẩn dưới màn hình. ZTE đã giới thiệu Axon 20 5G. Chiếc smartphone đầu tiên trang bị camera ẩn dưới màn hình vào năm 2020. Ngay sau đó, thương hiệu của người Việt Vsmart cũng ra mắt Vsmart Aris Pro, một trong những smartphone đầu tiên có camera ẩn dưới màn hình trên thế giới, chỉ sau ZTE. Công nghệ mới này dùng các lớp trong suốt cho phép camera có thể chụp ảnh qua màn hình. Ý tưởng là ẩn camera dưới màn hình và loại bỏ các thiết kế cây khó chịu như tay thỏ, đục lỗ để tạo ra trải nghiệm màn hình liền mạch hơn. Chắc chắn rằng có rất nhiều hãng đang nghiên cứu smartphone trang bị camera ẩn dưới màn hình. Xiaomi cũng là một trong những nhà sản xuất đầu tiên khẳng định hãng sẽ sớm đưa công nghệ này lên smartphone. Tuy nhiên, không chỉ có Xiaomi, ZTE hay Vsmart mà chắc chắn sẽ còn rất nhiều hãng đang nghiên cứu công nghệ này. Quay video 8K. Một trong những xu hướng được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên dòng smartphone cao cấp vào năm 2021, đó là quay video chuẩn 8K. Lần đầu tiên, tính năng quay video 8K xuất hiện trên hai model cao cấp Xiaomi Mi 10 Pro và Samsung Galaxy S20 ra mắt vào đầu năm 2020. Sau đó, tính năng này cũng được đem lên LG V60 ThinQ và một số mẫu smartphone khác. Khi các dòng chip cao cấp mới nhất đều đã hỗ trợ quay video 8K, chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi các model smartphone cao cấp có thể quay video 8K sẽ xuất hiện nhiều hơn trong năm 2021 này. Công nghệ AR được ứng dụng nhiều hơn. Hiện tại, chỉ có Apple và Google là những công ty duy nhất quan tâm đến công nghệ và trải nghiệm AR trên smartphone. Nhưng chắc chắn, xu hướng này sẽ có thể thay đổi trong năm 2021 này. Greencard cho biết, Qualcomm đã đầu tư rất nhiều vào AR và VR và chip của họ gần như có mặt trong hầu hết các thiết bị VR độc lập trên thị trường. Nhờ kính thực tế ảo Oculus Quest 2 của Facebook, VR dường như đã sẵn sàng bứt phá để trở thành xu hướng phổ biến, nhưng chủ yếu là nền tảng chơi game.
vào năm 2021, chúng ta sẽ thấy những thiết bị Dell có thể cắm vào điện thoại chạy chip Snapdragon để trải nghiệm VR dễ dàng. Tuy nhiên, GreenGuard cho rằng AR có tiềm năng lớn hơn nhiều. GreenGuard cho biết, vào năm 2021, chúng ta sẽ thấy những thiết bị đeo cắm vào điện thoại sử dụng chip Snapdragon sớm lên kệ. Apple đang nghiên cứu kính AR và hãng có thể sẽ trình làng giải pháp đầu tiên vào năm tới và định hướng thị trường. CEO Microsoft Việt Nam, nếu giờ làm startup, tôi sẽ đầu tư rất mạnh vào startup hỗ trợ chuyển đổi số. Đây là cơ hội vô cùng lớn với Việt Nam. 2020 là năm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu, Việt Nam gia nhập nhóm 50 nước dẫn đầu về chính phủ điện tử. Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam Phạm Thế Trường nhìn nhận năm 2021 sẽ là năm bản lề rất lớn của Việt Nam khi chúng ta đã chín muồi. Ông Phạm Thế Trường, Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam, chia sẻ và nhìn nhận năm 2021 là năm bản lề rất lớn của Việt Nam khi chúng ta đã chín muồi, có tầm nhìn và có năng lực. Chưa bao giờ tôi thấy sự quyết tâm chuyển đổi từ Yên Bái, Lào Cai đến các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh thành miền Nam như Long An, Đồng Tháp, Cà Mau. Chính phủ chuyển đổi tạo ra một môi trường chuyển đổi, các doanh nghiệp có hành lang, cơ hội và sự hỗ trợ cần thiết để chuyển đổi và sáng tạo. Ông Trường khẳng định, nếu giờ làm startup, tôi sẽ đầu tư rất mạnh vào các startup hỗ trợ chuyển đổi số. Đây là một cơ hội vô cùng lớn đối với Việt Nam. Chia sẻ tại hội thảo về chuyển đổi số Business for Better, ông Trường cho biết, bao năm nay, khi nói đến câu chuyện chuyển đổi số, CEO Microsoft Satya Nadella không còn nhắc đến câu chuyện công nghệ. Công ty này đã có bước tiến thần tốc trong vòng 5 năm qua, từ một công ty 250 tỷ đô la Mỹ trở thành công ty gần 2.000 tỷ đô la Mỹ ngày hôm nay. Và khi nói đến câu chuyện thành công, thì Satya đề cập đến hai yếu tố là văn hóa và tốc độ. Doanh nghiệp nào hội tụ đủ bốn yếu tố này sẽ đi đầu trong công nghiệp chuyển đổi số. Theo một nghiên cứu của Microsoft và IDC thực hiện tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trước và sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, 74% lãnh đạo kinh doanh cho rằng đổi mới là điều bắt buộc và khả năng đổi mới đóng vai trò quan trọng đối với hiệu suất và năng lực chống chịu của doanh nghiệp. Hầu hết, 98% các doanh nghiệp tiên phong trong quá trình đổi mới đều tin rằng đổi mới là chìa khóa để nhanh chóng đáp ứng thách thức và cơ hội của thị trường. Thực tế cho thấy, họ là những doanh nghiệp đã trụ vững và phục hồi nhanh chóng hơn các doanh nghiệp khác trước khủng hoảng. Các doanh nghiệp này có khả năng phản ứng nhanh trước khủng hoảng. Họ có một nền tảng công nghệ vững chắc để phục hồi và họ đã bắt đầu xây dựng lại chiến lược phát triển cho tương lai. Khả năng phục hồi, cụ thể là khả năng thích ứng nhanh chóng với các điều kiện thay đổi, đã trở thành nhân tố quyết định cho sự thành công trong môi trường hiện nay. Ông Trường đúc kết, những doanh nghiệp đã triển khai công nghệ số là những doanh nghiệp có khả năng phục hồi nhanh chóng sau khủng hoảng. Với nền tảng công nghệ đám mây linh hoạt, họ có khả năng tùy chỉnh theo nhu cầu kinh doanh, tiết kiệm chi phí trong khi vẫn đảm bảo hiệu quả và khả năng kết nối trong toàn bộ tổ chức. Tại Microsoft, chúng tôi gọi đó là Tech Intensity hay hàm lượng công nghệ. Theo sếp Microsoft Việt Nam, các doanh nghiệp có hàm lượng công nghệ cao là những doanh nghiệp tụ đủ 4 yếu tố quan trọng của quá trình chuyển đổi số, gồm tầm nhìn và chiến lược. Nhiệm vụ của các doanh nghiệp không đơn thuần là làm thế nào để có thể trở lại trạng thái bình thường như trước, mà làm thế nào để kiên cường hơn trong một thế giới đã thay đổi. Tầm nhìn được thể hiện qua chiến lược. Doanh nghiệp cần suy nghĩ xa hơn những gì tổ chức nghĩ là có thể, đặc biệt trong thời điểm mà tốc độ và sự nhanh nhạy là thiết yếu để tồn tại. Văn hóa. Văn hóa hỗ trợ chiến lược và tầm nhìn, cũng như kích hoạt và trao quyền cho nhân viên. Các tổ chức chuyển đổi số thành công khi toàn bộ nhân viên thống nhất và làm việc trên những giá trị và tầm nhìn mà họ được chia sẻ. Họ cần được tiếp cận với các ý tưởng, quy trình và công nghệ mới. Đó là những gì cần thiết để xây dựng khả năng hồi phục. Tiềm năng khác biệt. Doanh nghiệp nào khám phá được tiềm năng khác biệt của tổ chức sẽ đáp ứng và thích nghi với hoàn cảnh dễ dàng hơn. Mọi tổ chức đều có tiềm năng, nhưng điều quan trọng là tìm ra điểm khác biệt cụ thể. Một điểm mấu chốt có thể khiến doanh nghiệp khác biệt theo một cách hoàn toàn mới. Năng lực. Đó là sự kết hợp giữa năng lực về con người và năng lực về công nghệ. Doanh nghiệp cần có nguồn lực nhân sự được trang bị kỹ năng phù hợp để thực hiện chuyển đổi. Họ cũng cần có nền tảng công nghệ thích hợp và an toàn với khả năng trao quyền cho nhân viên tiếp cận từ xa và phát triển kinh doanh trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ông Trường cho biết thêm, chính sự kết hợp giữa con người và công nghệ bên trong một tổ chức sẽ tạo ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp. Áp dụng công nghệ chỉ là bước đầu để một tổ chức chuyển đổi thành một doanh nghiệp số. Để thành công, doanh nghiệp cần có cả tầm nhìn, chiến lược, văn hóa tổ chức và tiềm năng khác biệt.
Những doanh nghiệp hội tụ đủ 4 yếu tố này sẽ đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh khác biệt trong thời đại mới. Theo IDC, đến năm 2025, dữ liệu toàn cầu sẽ đạt 175 zettabyte hay 175 triệu gigabyte. Với khối lượng dữ liệu như vậy, thách thức đặt ra đối với các tổ chức và doanh nghiệp không đơn thuần là trở thành một doanh nghiệp số, mà còn quan trọng hơn là khai thác dữ liệu số như thế nào để tạo ra giá trị cho tổ chức. Đồng sáng lập ví điện tử Momo. Nhiều người cho rằng ví điện tử là đốt tiền, thực ra là họ chưa bao giờ làm. Sự phát triển của Momo là cả chặng đường khó khăn mà doanh nghiệp vượt qua, từ sản phẩm sơ khai trên SIM điện thoại cho đến ứng dụng thanh toán điện tử hiện đại như ngày nay. Thành công ban đầu này là những đúc kết từ sự thất bại, từ tâm thế của người tiên phong, dám thử và dám thay đổi của đội ngũ lãnh đạo. Năm 2010, ví điện tử Momo chính thức ra mắt tại khách sạn Melia Hà Nội với phiên bản dịch vụ chuyển và nạp tiền qua điện thoại thanh toán hóa đơn. Khi đại dịch COVID-19 ập đến, ví điện tử này nhanh chóng đạt thêm được 10 triệu người dùng chỉ trong năm 2020, con số mà mất 9 năm trước đó mới có được. Hiện tại, Momo đã kết nối trực tiếp với 26 ngân hàng lớn trong nước và quốc tế. Hệ sinh thái còn mở rộng với hơn 22.000 đối tác ở nhiều lĩnh vực, hệ thống hơn 120.000 điểm chấp nhận thanh toán từ nhà hàng sang trọng cho đến các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả phần trò chuyện giữa ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập kiêm phó chủ tịch Momo, với báo Người Đồng Hành. Ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập kiêm phó chủ tịch Momo đã mở đầu cuộc trò chuyện với Người Đồng Hành rằng đại dịch COVID-19 dẫn đến nhiều ngành nghề đi xuống, nhưng may mắn là lĩnh vực thanh toán điện tử, trong đó có ví Momo đi lên rất mạnh. Lý do là trước đây người dân và doanh nghiệp chỉ mới sử dụng một phần, chưa nhiệt tình. Khi mà đại dịch ập đến, họ bắt đầu loay hoay và tìm đến thanh toán điện tử nhiều hơn. Momo là đơn vị hiếm hoi vẫn trả lương đầy đủ và thuê thêm vài trăm nhân sự trong dịch COVID-19. Đại dịch COVID-19 đã làm cho thói quen thanh toán điện tử của người dân thay đổi như thế nào thưa ông? Thứ nhất, dịch bệnh bùng phát khiến cho người dân ở nhà nhiều hơn, không đi đâu, nên họ bắt đầu tìm đến thanh toán điện tử. Trước đây họ có thói quen ra ngoài mua thẻ cào điện thoại hay là thanh toán từ điện nước, thì bây giờ họ phát hiện ra rằng hóa ra trên ví này cũng có hầu hết các dịch vụ mà họ mong muốn. Thứ hai là đối với doanh nghiệp, việc giãn cách xã hội thì làm thế nào để bán được hàng đây? Họ bắt đầu nhận thấy online là phương án rất tốt, giúp cho họ ít nhất là có thể tồn tại được trong giai đoạn khó khăn. Và như vậy, họ bắt đầu cổ suý cho việc này, mà thật ra thì theo tôi cũng chính là lối thoát cho doanh nghiệp. Quan trọng hơn, COVID-19 cũng tạo nên cú hích về mặt nhận thức cho người dùng, doanh nghiệp, đặc biệt là cơ quan nhà nước. Đơn cử, cổng dịch vụ công quốc gia của chính phủ đã khai trương từ cuối năm 2019, nhưng chưa có nhiều hoạt động. Khi mà dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chính phủ đã đẩy mạnh cổng để giúp cho các dịch vụ công không bị gián đoạn, xây dựng quy trình tốt hơn và được người dân ủng hộ. Khi chính phủ nói thì niềm tin của người dân vào thanh toán điện tử lại càng được xây dựng. Những con số về lượng khách hàng, lượng giao dịch hay số dịch vụ của Momo là một minh chứng cho thấy những thay đổi đột biến của lĩnh vực thanh toán điện tử trong thời gian qua. Riêng năm 2020, chúng tôi có thêm 10 triệu người dùng. Đây là con số mà mất tới 9 năm trước đó mới có được. Vâng, thưa ông, tăng trưởng nhanh như thế liệu có khiến cho công ty gặp vấn đề nào không? Dịch bệnh COVID-19 khiến cho lượng khách hàng của các đơn vị cung cấp dịch vụ tăng vọt. Trước đây, chúng tôi phải đến từng người bán, thuyết phục họ đưa dịch vụ lên Momo, thì bây giờ họ lại tìm đến mình, thậm chí là năn nỉ kết nối nhanh cho họ, khiến cho khối lượng công việc và nguồn lực đầu tư trở nên áp lực hơn. Cũng chính vì thế mà Momo phải gia tăng nhân sự. Chúng tôi là một đơn vị hiếm hoi vẫn trả lương đầy đủ và thuê thêm vài trăm nhân sự để đảm bảo được dịch vụ thông suốt. Vâng, thanh toán điện tử đang phát triển rất nhanh tại khu vực đô thị. Nhưng tại nông thôn, nơi mà mức độ thâm nhập của công nghệ còn thấp, thì phương án như thế nào thưa ông? Theo tôi, nhu cầu dịch vụ thanh toán đối với vùng quê sẽ là rất lớn. Đây là cơ hội nhưng cũng là một khó khăn thách thức. Hiện tại Momo mới đang phát triển ở các thành phố cấp 1, cấp 2 và cần tới thời gian để xuống sâu hơn cấp 3, cấp 4. Lý do là người dân phải có smartphone, cần có tài khoản ngân hàng và có dịch vụ để sử dụng. Điều này cần phải được xây dựng một cách từ từ. Momo thì vẫn đang triển khai các kế hoạch để tiếp cận nhóm khách hàng này. Một tin vui là gần đây chính phủ cho phép áp dụng eKYC, định danh điện tử, để mở tài khoản ngân hàng điện tử. Và tất nhiên rồi, điều này đã giúp cho Momo có thể đi xuống tới tận được vùng sâu vùng xa. Momo luôn nghĩ phải làm sao để người dùng cảm thấy vui. Thưa ông, là những người tiên phong trong lĩnh vực thanh toán điện tử, Momo trong trí nhớ của ông từng có những phiên bản nào?
Giai đoạn sơ khởi khi chúng tôi làm Mobile Money là tên viết tắt của Momo, hiểu đơn giản là dịch vụ chuyển tiền trên SIM điện thoại. Lúc đó chúng tôi đã sang Kenya ở châu Phi cả tháng trời để học hỏi mô hình mà lúc đó rất thành công ở trên thế giới là MPSA. Về lại Việt Nam, anh em rất hào hứng bắt tay vào làm, nhưng cuối cùng thì thất bại vì làm trên SIM khó quá. Bởi vì mỗi lần muốn thay đổi ứng dụng, chúng tôi phải viết rồi gửi cho công ty làm SIM ở nước ngoài. Sau đó thì vận chuyển theo đường biển về Việt Nam mất tới 3 tháng. Rồi khi nhà mạng nhập SIM phân phối ở các cửa hàng thêm 3 tháng nữa. Nghĩa là khách hàng muốn có một phiên bản mới thì phải mất tới 1 năm. Mô hình này vì vậy không thành công. Tiếp đến vào giai đoạn 2011-2012, chúng tôi rẽ theo hướng đi mô hình chuyển tiền mặt, xây dựng một loạt các điểm giao dịch ở khắp các nơi. Khách đến cứ đưa tiền mặt rồi đưa số điện thoại, thế là người ở đầu kia nhận được tin nhắn có mã chuyển tiền, rồi cầm tin nhắn với chứng minh nhân dân ra điểm nạp rút gần nhà nhất để rút tiền. Dịch vụ nghe thì rất hay nhưng mà không thể đạt được quy mô lớn. Thành thử ra, đầu tư mất tới mấy năm trời, mất nhiều công sức và tiền của nhưng lại không được thành công. Nhân sự chỉ còn khoảng 100 người. Đây như là một cú đánh vào kỳ vọng của chúng tôi vậy. Thú thật, khi đó tôi rất hoang mang. Đây là mô hình đỉnh cao, nhưng khi mình làm lại không như mong đợi. Vì vậy, ban điều hành mới ngồi lại và đi đến một quyết định phải làm một cái gì đó rất mới, rất đột phá. Năm 2013, chúng tôi khởi đầu phiên bản thứ 3 của Momo khi bắt đầu viết ứng dụng trên điện thoại thông minh. Việt Nam khi đó chắc chỉ có khoảng 10% dân số có smartphone bởi vì giá cả rất đắt, 1.000 đến 1.500 đô cho một chiếc. Các dịch vụ trên ứng dụng thì cũng chưa phổ biến. Ngay cả tới chúng tôi cũng chưa biết gì về lập trình ứng dụng. Momo lập ra một đội lập trình và phải làm đi làm lại rất nhiều lần mới có được một sản phẩm đầu tiên khai trương vào tháng 6 năm 2014. Hồi đó Momo làm ứng dụng thì bị người ta chê cười lắm vì toàn làm những gì mà không ai hiểu được, không ai làm thế này cả. Các đồng nghiệp được cấp phép làm ví điện tử khi đó đều chế giễu Momo. Họ nghĩ rằng mình làm điều kỳ quặc sẽ không thành công được, nhưng giờ chỉ còn Momo sống được. Khi mà ngành công nghệ phát triển, điện thoại di động rẻ hơn, Internet phổ biến, tạo ra nền tảng cho Momo phát triển. Chúng tôi là đơn vị đầu tiên viết ứng dụng tài chính trên app có sự phát triển hơn. Tôi nghĩ rằng nếu mình làm cái gì mà mọi người đều biết, mọi người đều nghĩ ra được thì không độc đáo được. Mình dám làm những cái đột biến, rủi ro thật, nhưng nếu làm được thì sẽ có những cái bùng phát không ai có được. Vâng, hiện tại có đến vài chục ví điện tử cùng phát triển. Vậy sự khác biệt của Momo là gì thưa ông? Và Momo sẽ cạnh tranh với các ví điện tử nước ngoài như thế nào? Hiện tại thì thị trường Việt Nam có khoảng 38 ví điện tử hoạt động, trong đó có 5 ví lớn nhất chiếm khoảng 95% thị phần. Mỗi đơn vị có một đường đi riêng nhưng đa số đang xây dựng hệ sinh thái đóng. Riêng Momo là hệ sinh thái mở, tức là tất cả các đối tác có thể kết nối vào. Theo tôi, với thị trường khoảng 100 triệu dân thì thường phân bổ tối đa là 3 đơn vị lớn, như Việt Nam có 3 nhà mạng, 3 hãng truyền hình hay là 2 đến 3 hãng dầu gội lớn. Vì vậy, trong 3 năm tới chắc là chỉ còn khoảng đến 2-3 ví có thể tồn tại, chiếm khoảng 95% thị phần. Những ví nhỏ hơn còn lại phải tìm được thị trường rất riêng biệt, nhỏ hơn để tồn tại. Cái khó trong cạnh tranh là phải giữ được khách hàng, duy trì sản phẩm để họ trung thành và hạnh phúc khi sử dụng thì rất khó. Momo luôn nghĩ phải làm sao để cho người dùng cảm thấy vui. Đó là lý do mà Momo đưa ra rất nhiều chương trình giải trí như là Luxy, Học viện Momo, Ngày hội siêu deal để cho khách hàng cảm thấy đây không chỉ là một sản phẩm thanh toán khô cứng mà còn là một sản phẩm có thể tương tác được và vui được. Momo tự hào khi là sản phẩm duy nhất do người Việt Nam tự tay xây dựng và thiết kế 100%. Đây là điều rất đỗi khác biệt so với các đơn vị khác. Các đơn vị có tính chất toàn cầu nên cái dở là làm chung một sản phẩm cho tất cả các thị trường, khiến cho đôi khi là không phù hợp. Trải nghiệm người dùng Momo cũng được thiết kế riêng cho người Việt Nam. Chúng tôi có một đội ngũ mấy chục nhân sự, hàng ngày chỉ xem xét dữ liệu, nghiên cứu trải nghiệm khách hàng để tư vấn các giải pháp tốt nhất. Công nghệ của Momo bao giờ cũng được phát triển trước mấy năm. Những cái gì mà chúng tôi đang làm bây giờ là phục vụ cho 2 năm tới. Hơn thế nữa thì sản phẩm của chúng tôi được thiết kế từ đầu chứ không phải là chắp vá. Momo đưa ra mục tiêu 50 triệu khách hàng. Theo ông thì mất bao nhiêu lâu để đạt được con số này? Công ty có mục tiêu mang dịch vụ tài chính đến người dân Việt Nam và là công cụ hỗ trợ chính phủ thực hiện chiến lược tài chính toàn diện, phát triển kinh tế số. Để thực hiện được nhiệm vụ này thì Momo phải có một đội phủ rất lớn, phải phát triển tối thiểu 50 triệu khách hàng. Và với đà tăng trưởng hiện có thì tôi nghĩ chắc khoảng 2 năm nữa là chúng tôi đạt được con số này. Nói ví điện tử đốt tiền là thực ra họ chưa làm bao giờ. Thưa ông, thanh toán điện tử tăng trưởng nhanh nhưng chi phí rất lớn.
ông có cho rằng đây là cuộc chơi đốt tiền hay không? Nhiều người cho rằng ví điện tử là đốt tiền, nhưng thực ra họ chưa bao giờ làm. Để phát triển khách hàng mới thì phải tốn chi phí. Đây là một điều hiển nhiên đối với tất cả các dịch vụ. Đơn giản như bán dầu gội đầu thì phải phát mẫu dùng thử. Phát triển thẻ tín dụng tốn chi phí đi tìm khách hàng. Dịch vụ bảo hiểm trả phí cho một kênh nào đó để tiếp cận khách hàng thì ví điện tử cũng như vậy. Với Zio Momo, công ty có chính sách khuyến khích nhất định cho khách hàng mới. Khi mà họ dùng thử thấy ổn rồi thì họ mới dùng tiếp. Còn với khách hàng cũ, Momo phối hợp với siêu thị, cửa hàng để các đơn vị đó tặng khuyến mãi cho khách hàng. Bản chất khi cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử là giúp cho các chi phí liên quan đến dịch vụ được giảm đi. Giả sử một công ty tài chính tiêu dùng, công ty bảo hiểm cử nhân viên đến nhà khách hàng để thu tiền thì chi phí sẽ cao hơn so với thanh toán điện tử. Việc đó giúp cho chi phí thay vì 10 đồng bây giờ chỉ còn 2 đến 3 đồng. Chi phí giảm xuống thì toàn bộ hệ sinh thái này cùng có lợi. Momo còn là một doanh nghiệp có nhiều cổ đông nên không thể vác tiền đi tiêu một cách vô tội vạ. Hết tiền thì công ty làm sao mà hoạt động được nữa, nên ban lãnh đạo cũng luôn phải chứng minh được tính hiệu quả trong mỗi phương án kinh doanh. Vâng, với startup phát triển nhanh, người ta hay nghĩ về kỳ lân. Còn với Momo, ông nghĩ sẽ trở thành điều gì? Con kỳ lân thì tôi không rõ lắm vì nó là của phương Tây. Còn giấc mơ của Momo là thành con đại bàng. Nhà nước đang chào đón các đại bàng trên thế giới về làm tổ. Vậy thì tại sao Momo không trở thành đại bàng của Việt Nam trên đất nước quê hương mình? Đại bàng là một sinh vật kiêu hãnh, tự do, dũng cảm và quan trọng là nó có thật. Ngoài ra, đại bàng cũng có quá trình lột xác khi về già. Chúng dám bẻ móng, nhổ lông để có thể hùng mạnh trở lại. Cũng giống như công ty này, chúng tôi thất bại với Mobile Money nhưng đã tái sinh lại thành con đại bàng mới, hùng mạnh hơn. Tôi hy vọng rằng Momo đủ lớn, đủ mạnh để có thể bay trên lãnh thổ của mình và cạnh tranh không thua kém bất kỳ một đối thủ nào trong lĩnh vực này. Thưa ông, Momo tự xem mình là kẻ mở đường mộng mơ. Vậy, giấc mơ lớn nhất của ông là gì? Vào thời điểm khởi đầu, giấc mơ lớn nhất của chúng tôi đó là người Việt nào cũng dùng ví điện tử. Giấc mơ này đã đi được phần nửa khi mà người dân thành phố dùng rồi, giờ chỉ còn vấn đề phát triển ở nông thôn. Thực tế, với gần 20 triệu người dùng thì đây không còn là giấc mơ nữa mà đã là quá trình. Tôi còn muốn Momo không chỉ là sản phẩm cho người dùng Việt mà là một sản phẩm quốc tế, phục vụ mục tiêu chung là thay đổi cuộc sống của con người. Tuy nhiên, việc đầu tiên của Momo vẫn là phải xây nhà cho chắc cái đã. Vâng, xin cảm ơn ông. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV. Hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.